Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn tự khắc phục những nồi cơm điện tử cơm chưa chín đã nhảy, cực kỳ dễ dàng các bạn nhé. Mình hướng dẫn cả lý thuyết cùng thực hành để các bạn rất dễ hiểu, có thể tự sửa chữa tại nhà, không cần phải mang nhà thợ các bạn nhé. Hiểu được nguyên lý làm việc của nó và tại sao nó lại nhảy sớm, cực kỳ dễ. Nồi cơm điện tử nó khác với nồi cơm cơ, xử lý nó khác hoàn toàn, khác nhau các bạn nhé. Mình cũng có làm một video hướng dẫn xử lý nồi cơm cơ nó nhảy sớm, có 3 cách để xử lý. Đây là nồi cơm cơ các bạn này, nó dùng bằng dơ le từ nằm ở giữa, giống như nồi cơm điện tử. Đấy, nó cũng y giống y chang nhưng nó khác nhau. Đây là dơ le từ bằng dùng bằng 5 châm nhé. Dơ le từ này khi mà nhiệt độ cao, dơ le từ mất tự tính nó sẽ nhả ra, nó cắt nồi cơm là nhảy sớm các bạn nhé. Nên là người ta xử lý, một là dùng một cái đinh bằng đầu đóng vào đây để cho nó tiếp xúc của nó cái 5 châm trong đây với đế nồi cơm nó ít đi và nhiệt độ nó sẽ truyền vào cái dơ le từ nó ít đi và nó đỡ nhảy sớm. Hai là chúng ta mở cái 5 châm đây, trong đây có một cái vòng lò xo là chúng ta cắt bớt một vòng thì nó đỡ nhảy sớm. Ba là chúng ta dùng kìm, chúng ta bẻ cong cái này. Đây, dùng kìm chúng ta bẻ cong cái này một tí là nó cũng đỡ nhảy sớm nhé. Đó. Còn nồi cơm điện tử nó khác hoàn toàn các bạn nhé. Đây các bạn thấy nồi cơm điện tử nó dùng một cái điện trở nhiệt ở giữa, nó găm vào mặt điện tử, nó không có cơ kia kia. Chúng ta chỉ bấm cái nút điện tử trên kia là nó tự động đóng điện để nồi cơm nấu. Còn cái điện trở này này là điện trở này là nó sẽ tăng giảm theo nhiệt độ các bạn nhé. Khi nhiệt độ mà tăng lên thì điện trở giảm đi. Điện trở của những nồi cơm điện thì thường là 50 đến 60 kg. Đấy, tùy theo từng loại nhé. Nhưng đa số nồi cơm điện tử thường khoảng 55 đến 60 kg. Đấy. Khi mà nấu nồi cơm mà nó nóng lên thì điện trở nó giảm xuống còn 15 đến 10 kΩ. Thì nó cái kia nó biết là điện trở giảm, điện áp giảm thì nó sẽ chuyển sang cắt mặt cung cấp cho cái dây máy xo này. Đấy. Để nồi cơm nó mất điện, nó chuyển sang hâm, cơm nó chưa chín mà đã vừa cắt. Xử lý thì chúng ta chỉ việc như thế này, chúng ta rút cái mặt dây này lên. Đấy. Chúng ta cái này cắt đôi một cái này ra, đấu nối với một điện trở các bạn nhé, một cái điện trở nhỏ nhỏ thôi, khoảng 200 đến 400 ôm là xong. Đấy, là nồi cơm là hết nhảy sớm. Rồi mình sẽ phân tích cho các bạn tại sao lại như thế nhé. Rồi trên lý thuyết các bạn để các bạn dễ hiểu. Cái mặt như là rất là phức tạp các bạn ạ. Nó gồm IC rồi các linh tinh, mình không cần vẽ đầy đủ các bạn nhé. Các bạn chỉ hiểu đơn giản thế này để ai không học về điện cũng hiểu qua thôi. Đây là bộ vi xử lý IC này. IC này. Thì đây là có một con điện trở khoảng 60 kΩ, điện trở ở đáy nồi đây các bạn này. Rồi, điện trở đáy nồi này. Nó sẽ truyền vô cái mạch điện tử đây, cầm vô cái rắc đó. Và trên đây có một con điện trở nữa, bao nhiêu kΩ mình cũng biết, nhưng mà mình minh họa thì các bạn hiểu cho dễ hiểu thôi. Cái điện trở này khi bình thường chúng ta bật điện là nồi cơm có điện, nấu nồi cơm nhé. Rồi cái đế nồi cơm nó sẽ truyền vào cái điện trở này, cái đế nồi cơm, cái nồi cơm đựng gạo đó, nó truyền vào cái điện trở này. Điện trở này nó nóng dần, nó nóng khi mà càng nóng thì điện trở càng giảm. Ví dụ đang 60 kΩ nóng, nóng nóng khi mà nó sôi, nó cạn, nó khô rồi, nó chín rồi, người ta tính toán ví dụ còn 10 kΩ. Cái điện áp đang đặt trên đây này, bình thường ở đây là khoảng 5V, điện áp đặt trên đây 4V, nhưng mà khi điện trở nó xuống còn 10 kΩ là điện áp đặt đây khoảng 2 hoặc 2,5 là cái IC nó biết là nồi cơm đã chín, nó gửi lệnh đến cái mặt điều khiển. Mặt này nó sẽ cắt cái nguồn cung cấp cho dây máy xo chính này của nồi cơm, nên nồi cơm nó sẽ mất điện, nó sẽ chuyển sang chế độ hâm các bạn nhé. Rồi xử lý tại sao mình nói là mình đấu thêm một con trở. Đây. Đây là hai cái đầu dây này, hai cái đầu dây đánh dấu này, hai cái đầu dây nó của cái điện trở 60 kΩ này, nó xuống đây này. Mình cắt cái này ra, mình đấu thêm một cái điện trở khoảng 200 ôm đến 400 ôm đấu vào đây. Đấy. Là khi mà bình thường đó điện trở nó xuống thì còn thêm cái điện trở mình mới đấu nối nên nồi cơm nó vẫn
hiểu là điện trở chưa giảm xuống, điện áp nó vẫn đang còn, ví dụ đang nó xuống 2,5V là nó cắt, nhưng mà đây là thực chất là cái này đã xuống rồi, nhưng mà thêm một điện trở nên điện áp nó vẫn chưa tụt xuống nữa, thì cái này chưa gửi đi để cắt cái lệnh để cắt cái dây meso để nấu được cho nồi cơm đấy, nên nồi cơm vẫn cứ đun thêm một thời gian nữa đấy, đến lúc mà cái này điện trở giảm xuống nữa, cộng thêm với cái điện trở mình cộng đây, lúc đó xuống còn 10K đấy, thì lúc đấy nó mới gửi lệnh đi cắt nồi cơm, nên xử lý nồi cơm câu hết điện sớm các bạn nhé. Đây là cái mạch minh họa để các bạn dễ hiểu thôi đấy. Đây mình đo điện trở này cho các bạn thấy này, điện trở của nó là bao nhiêu kilo ohm các bạn nhé, thường là 60 kilo ohm, còn cái này không biết mấy, nó được bao nhiêu ohm các bạn thấy, nó được 51 kilo ohm các bạn nhé. Đó, điện trở nó 51 kilo ohm, bình thường 51 kilo ohm. Rồi khi chúng ta mà tăng thêm điện trở mắc nối tiếp đây này, thì chúng ta lấy điện trở ở đâu, tại sao mà nó không mất đồng nào, thì mình nói như thế này các bạn. Thực ra đồng nát ấy, các bạn mua những cái mạch điện tử này, những cái linh kiện điện tử này, 1 kg chỉ hết 20.000, mà 1 kg được mấy vỉ này, rất nhiều nhá. Chúng ta về chúng ta lấy điện trở rồi đi ốt rồi tụ, rồi chúng ta làm nhiều việc nhá, rồi transistor. Đây con điện trở này mình cũng mới tháo đây ra đây, tháo một con này, con này là 197 ohm các bạn ạ. Nếu các bạn không có đồng hồ đo thì các bạn đọc cái vạch này, các bạn biết điện trở nhá là bao nhiêu ohm, thì có hướng dẫn trên mạng cũng có và trên Google có, và cần thiết là mình sẽ làm video riêng sau nhá. Đấy, giờ mình lấy đồng hồ mình đo này, cái điện trở này đấy, điện trở này được 197 ohm các bạn nhá. Đấy, chúng ta chỉ việc cắt, chúng ta đấu nối cái điện trở này, cắt vào dây này, đấu cái điện trở vô thôi, rất là đơn giản thôi. Giả sử đấu xong mà cơm vẫn vẫn chưa chín, mà nó đã nhảy, vẫn là chưa được đạt yêu cầu, thì chúng ta lấy thêm một điện trở là chúng ta mắc nối tiếp hai cái là thành 400 ohm các bạn nhé. Chúng ta đấu vô rất là đơn giản nhé, không tốn kém gì. Những cái điện trở này các bạn đi mua thì 1.000 mấy cái, còn không thì cứ cắt trong đây ra, nó cắt trong đây ra cực kỳ hay nhé các bạn nhé. Còn nếu giả sử mà những người mà không có điện trở không hàn, thì chúng ta biết nguyên lý tại sao nồi cơm điện nó nhảy sớm đấy, thì chúng ta tháo cái này ra, rồi tháo cái này ra, chúng ta rút cái này ra, chúng ta đi mua cái này tùy theo từng chỗ bán, nó cũng khoảng độ 40-50 ngàn, 30 ngàn tùy theo từng nơi. Chúng ta tháo ra, chúng ta coi nó ghi cái này là bao nhiêu kilo ohm, cái loại gì, chúng ta mua y chang, chúng ta phải thay các bạn nhé, đắp vào là xong thôi. Đó, qua video này nếu các bạn thấy hay cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn.